ra thì 5 ngày qua là 5 ngày mà ngày mẹ con được sống lại. Cảm ơn tất cả các bạn 39 gương mặt thương quen này đã hỗ trợ này vượt qua nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời của mình. Để hôm nay là có thể tự tin bước tiếp hành trình mới. Và thầy ơi, con muốn cho thầy thấy là đúng là vũ trụ đã giao cho con cái điều mà con sợ hãi nhất, mà ngày hôm nay thì con nhận thấy điều đó con sợ là không đúng rồi. Dạ con muốn mời dì cũng như là toàn thể gia đình mình đứng lên. Em mới gửi cảm ơn.